Quý vị và các bạn đang đến với chuyên đề truyền hình Tân Phú Đông phát sóng kỳ thứ 18 năm 2020. Mở đầu chuyên đề kỳ này là một số tin tức nổi bật của huyện diễn ra trong hai tuần qua. Tiếp theo là ghi nhận Tân Phú Đông tổ chức tốt ngày hội toàn dân bảo vệ nền Tổ quốc. Phần cuối chuyên đề là phóng sự hội sinh vật cảnh huyện Tân Phú Đông phát triển mạnh qua 9 năm thành lập. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Bùi Thái Sơn, Bí thư Huyện ủy Tân Phú Đông vừa chủ trì hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo và giáo dục lý luận chính trị 6 tháng đầu năm 2020, kết hợp với sơ kết thực hiện nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, sơ kết chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban tuyên giáo đã kịp thời tham mưu cho Ban thường vụ Huyện ủy thực hiện các kết luận chỉ thị nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, tiến hành sơ kết tổng kết việc thực hiện các chuyên đề chỉ thị nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Phối hợp tổ chức 5 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, có hơn 200 học viên tham gia. Qua triển khai thực hiện nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa 12, các cơ quan đơn vị xác định rõ vai trò trách nhiệm trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Từ đầu năm 2020 đến nay đã tham gia viết hơn 1.100 tin bài, chia sẻ tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, góp phần định hướng dư luận xã hội trên địa bàn huyện. Đối với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 đã tập trung triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, có 1.335 cán bộ đảng viên tham dự, đạt 99%. Công an huyện Tân Phú Đông vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2020. Thượng tá Nguyễn Minh Phương, trưởng công an huyện đã tham dự cùng với cán bộ chiến sĩ của đơn vị. Các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân với nhiều thành tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam. Phát huy truyền thống đó, lực lượng công an huyện Tân Phú Đông đã không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác phòng chống tội phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2020, số vụ vi phạm pháp luật và trật tự xã hội trên địa bàn huyện giảm 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Phong trào toàn dân bảo vệ nền Tổ quốc tiếp tục phát triển, thiết thực hỗ trợ cho lực lượng công an các cấp trong công tác phòng chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Thực hiện công văn của tỉnh đoàn về việc tổ chức trồng và chăm sóc cây xanh khu vực ven biển Cồn Ngang, huyện Tân Phú Đông, ngày 20 tháng 8 năm 2020, huyện đoàn Tân Phú Đông tổ chức ra quân trồng cây xanh tại khu vực rừng phòng hộ ven biển Cồn Ngang, xã Phú Tân. Hôm nay sở đoàn của thành cùng các sở đoàn thực hiện theo chỉ đạo của huyện đoàn trồng cây xanh tại ấp Cồn Cống, xã Phú Tân. Đây là công việc thường niên góp phần bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Hôm nay đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Tân Phú Đông tham gia hoạt động trồng rừng tại ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, thì trồng 5.000 cây phi lao do tỉnh đoàn hỗ trợ nhằm mục đích là bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và chống sạt lở cát ở bãi ngang ven biển của huyện Tân Phú Đông. Hơn 100 đoàn viên của đoàn thanh niên 6 xã, các cơ quan đơn vị trực thuộc và đồn biên phòng Phú Tân đã trồng 5.000 cây phi lao 0,7m với khoảng cách 2m một cây tại bãi đất bồi thuộc khu vực rừng phòng hộ ven biển Cồn Ngang, xã Phú Tân. Được sự chỉ đạo của Ban thường vụ tỉnh đoàn, thì hôm nay Ban thường vụ tỉnh đoàn Tân Phú Đông tổ chức trồng 5.000 cây phi lao thuộc ven biển sông Cửa Tiểu và sông Cửa Đại của thuộc ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông. Thì tham dự buổi trồng rừng hôm nay thì có 110 bạn đoàn viên thanh niên thì đến từ đoàn cơ sở 6 xã, đoàn trường cũng như là các chi đoàn khối cơ quan trực thuộc huyện đoàn. Và sự có mặt của các bạn đoàn viên và chi đoàn đoàn học Thu Phú Tân cùng tham gia thực hiện trồng rừng hôm nay để nhằm bảo vệ môi trường cũng như là ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây là hoạt động thiết thực nhằm khắc phục tình trạng biển xâm thực và từng bước khôi phục rừng phòng hộ ven biển của huyện Tân Phú Đông, giúp đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức, tích cực tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Tân Phú Đông luôn ổn định. Trong kết quả đó, có sự đóng góp quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an các cấp, xây dựng phong trào ngày càng phát triển. Thực hiện kế hoạch số 153 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong các ngày từ 13 tháng 8 đến 19 tháng 8 năm 2020, các xã trên địa bàn huyện lần lượt tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8 năm 2020. Đại diện Ban Chỉ huy Công an huyện, cấp ủy chính quyền đã tham dự cùng với các ban ngành đoàn thể và nhân dân địa phương. Tại ngày hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 75 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân với nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Để thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương, Đảng ủy các xã đã ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an xã đã triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào đến địa bàn các ấp. Thông qua các tổ nhân dân tự quản, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi người về phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đồng thời chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về an ninh trật tự, thường xuyên thông báo tình hình và thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Chính việc làm thiết thực này đã góp phần làm giảm tình hình tệ nạn xã hội, tích cực tham gia phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Trong thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Phú Đông luôn được giữ vững. Tập thể Ban Chỉ huy công an xã cùng các thành viên từ xã đến ấp thực hiện tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Người dân đã nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động giúp lực lượng công an tham gia tấn công phòng chống tội phạm có hiệu quả. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2020, người dân đã cung cấp cho lực lượng công an các cấp 75 nguồn tin có liên quan đến an ninh trật tự, giúp lực lượng công an phát hiện, xử lý 46 vụ vi phạm pháp luật và trật tự xã hội. Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giúp cho chúng tôi nhận thức nâng cao về bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm để cho người nông dân chúng tôi an tâm sản xuất. Thì hôm nay là ngày hội mà về toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Phú Đông, là người dân của xã Phú Đông này. Tôi rất hân hạnh được tham gia ngày hội và nhân ngày hội này chúng tôi được hiểu biết thêm để mà phòng chống tham gia cái tội phạm, và qua đó về mặt về gia đình chúng tôi cũng sẽ về nhà giáo dục con em chúng mình biết được không có vi phạm cái những cái luật pháp của nhà nước, từ đó góp phần bảo vệ an ninh trật tự cho nhà. Tại ngày hội, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng như hiệu quả hoạt động của lực lượng công an các cấp trong thời gian tới. Nhiều vấn đề được người dân quan tâm là các tệ nạn ma túy, cờ bạc đang có chiều hướng gia tăng trong giới trẻ, công tác đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống tội phạm cần có sự phối hợp tích cực giữa các ngành các cấp và phong trào quần chúng để ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Trong thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc mang lại hiệu quả lớn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn của xã. Trong thời gian tới, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cho vận động các hội gia đình hiện 4 tiêu chuẩn gia đình văn hóa, gia đình an toàn trật tự, tập trung nâng cao chất lượng giữ vững các xã an toàn trật tự, không để vi phạm pháp luật trên địa bàn. Dịp này, Ủy ban nhân dân các xã đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Cũng tại ngày hội, trưởng lãnh đạo các ấp đã ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, Hội sinh vật cảnh huyện Tân Phú Đông vừa tổ chức kỷ niệm 9 năm thành lập hội. Tham dự có ông Phạm Văn Chính, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh tỉnh, đại diện Hội sinh vật cảnh 4 huyện và 11 xã trên địa bàn tỉnh. Có thể nói, từ khi thành lập đến nay, hội luôn phát triển không ngừng và đem lại lợi ích cả về vật chất và tinh thần cho hội viên. Trong thời gian qua, Hội sinh vật cảnh huyện và Chi hội sinh vật cảnh các xã duy trì hoạt động và đưa phong trào sinh vật cảnh huyện nhà tiếp tục phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Toàn huyện hiện có 234 hội viên, 12 sân kiển, 1 điểm mua bán kiển, 3 điểm làm chậu kiển. Hội sinh vật cảnh huyện
và chi hội các xã đảm bảo sinh hoạt đúng theo quy chế và chương trình hành động đã đề ra, triển khai quán triệt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước có liên quan đến sinh vật cảnh cho cán bộ hội viên biết và thực hiện đúng. Hội sinh vật cảnh huyện Tân Phú Đông được thành lập đến nay là 9 năm. Hội luôn chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong thời gian qua thì hội đã tích cực tham gia trưng bày triển lãm để phục vụ các cái lễ hội và các sự kiện trọng đại của địa phương, tích cực tạo cái công ăn việc làm và tăng thu nhập cho các cái công lao động cũng như là các cái nghệ nhân, qua đó thì góp phần xây dựng cảnh quan môi trường và cùng địa phương để thực hiện tốt cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, giúp cho cán bộ hội viên nắm bắt kịp thời thông tin thị trường, kỹ thuật mới theo từng thời điểm, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển tốt nghề sinh vật cảnh trên địa bàn huyện. Tích cực tham gia các hoạt động của địa phương như trưng bày triển lãm sinh vật cảnh, phục vụ các sự kiện chính trị như đại hội đảng của huyện và các xã ra mắt xã nông thôn mới, họp mặt mừng đảng mừng xuân, hội xuân của huyện, các ngày lễ kỷ niệm của các cơ quan đơn vị, cụ thể là bộ tứ linh chuyển động, bonsai tiểu cảnh, kiển cổ các loại. Tập trung thực hiện các sản phẩm có chất lượng cao để tham gia triển lãm, trao đổi, mua bán, chia sẻ kinh nghiệm về sản xuất kinh doanh sinh vật cảnh, tạo nguồn thu nhập cho cán bộ và hội viên. Phát triển thêm các mô hình mới về sinh vật cảnh như đắp non bộ, làm chậu giả cổ, điêu khắc cổ, mua bán chim cảnh và phụ kiện chim cảnh. Lần đầu tiên tôi tham gia sinh hoạt tại hội sinh vật cảnh huyện Tân Phú Đông. Tôi thấy hội sinh vật cảnh là nơi để anh chị em giao lưu, vui chơi, giải trí lành mạnh. Riêng tôi chơi và kinh doanh chim cảnh góp phần cho phong trào sinh vật cảnh huyện Tân Phú Đông ngày càng phát triển. Toàn huyện có một tổ điêu khắc gỗ, 600 cây bonsai hoàn chỉnh, 730 cây bonsai chưa hoàn chỉnh, 1,5 hectare cây nguyên liệu các loại và 50 cặp kiển cổ. Ngoài ra còn trồng sen canh trong ruộng xã, liếp dừa, bờ đầm nuôi tôm được trên 25.000 cây mai nua, lá trung, góp phần phát triển kinh tế từ nghề sinh vật cảnh. Hiện nay, hội sinh vật cảnh huyện có một nghệ nhân và 12 thợ sửa kiển thường xuyên phục vụ cho hội viên và người yêu thích cây kiển trong và ngoài huyện. Hôm nay đến với cái tổng kết của hội sinh vật cảnh huyện Tân Phú Đông thì tôi thấy là cái thành tích đáng khích lệ. Đã tham gia được là các cái cuộc thi và đặc biệt là khâu tổ chức thì đã phát triển được hội viên và 6/6 là chi hội sinh vật cảnh của xã đều có hoạt động tham gia cái hội chợ công nghiệp thương mại đồng bằng sông Cửu Long để giới thiệu những cái sản phẩm mà nông dân nhà vườn của Tân Phú Đông với đòi với là quan khách của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi cũng sẽ tạo điều kiện để giúp đỡ cho huyện Tân Phú Đông tổ chức được các lớp tập huấn làm sao chuyển biến cái nhận thức của nhà vườn và người dân của vùng sâu này đó là sản xuất kinh doanh sinh vật cảnh nó tạo ra một cái giá trị tinh thần về vật chất để giúp cho cái vùng là Tân Phú Đông phát triển tốt hơn. Có thể nói, qua 9 năm thành lập, Hội sinh vật cảnh huyện Tân Phú Đông đã liên tục phát triển, duy trì và mở rộng thêm các loại hình sinh vật cảnh ngày càng phong phú, tham dự các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh, tăng thêm thu nhập cho hội viên, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chuyên đề truyền hình Tân Phú Đông xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau.